Hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình ngày hôm nay. Hôm nay sẽ đi ra đồng thả diều anh em nhé. Như mọi người phải biết là thả diều to sẽ rất ít và mình sẽ thả diều bé nhiều hơn. Thả diều to rất dễ bị phản anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ ra đồng thả quả diều đuôi cá anh em nhé. Diều đuôi cá này với mức chiều dài là 60cm. Em ạ, mini 60cm anh em nhé. Đây nhá. Đuôi đen, giữa đen và hai cánh đen anh em nhé. Thì bây giờ sẽ đi ra tiết. Thấy trời ấp u cũng đã muốn mưa. Thì đang không biết là có mưa hay không thì cũng chưa rõ, nhưng mà cứ đi thả và sẽ quay video cho anh em xem. Em bù thẳng nhé, anh em nào thích con này lên tận nhà cho luôn. Ok, là sẽ đi thả đấy. Anh em cứ đi theo mình nhé. Cơn gió khá to, cũng không phải là to lắm nhưng đủ để con rời lên. Thì giờ mình sẽ thả con đuôi cá này nha anh em nhé. Anh em cùng đón xem nhé. Đây. Quá lên nhỉ, con này quá lên hơn. Bây giờ đi đâm, đâm đoạn ra nó thì ai hả? Kéo gãy khung ấy, giờ tiền tỷ đấy. Con này hơi khó lên chút anh ạ, cho nên mình phải đi đâm. Con này nhiều không lên được, con này không phải là to lắm nhưng mà gió giống gì là hay tụt tít. Giờ vào đấy, đâm đi. À đây rồi, lên rồi, lên ngon rồi. Lánh à? Lánh nhỉ? À không lánh, không lánh nhé. Thôi lánh nhẹ kệ lắm ạ. Được đứng luôn. Ồ, con này lặn đi anh em ạ, đi. Đó, anh em nhìn nhé, mình thả độ nó muốn tụt đít này. Đấy, thả bằng gần lên ngọn xoài mình sẽ giữ cho lên nhé. Giờ đẳng cấp đấy, anh em thấy giờ mình đẳng cấp không? Anh em thấy đẳng cấp để like và share ủng hộ nhé. Sẽ làm giờ theo yêu cầu anh em. Anh em muốn chơi event thì anh em chỉ có đăng ký kênh cho mình có event anh em chơi chứ. Mọi người cứ chơi event nhưng mọi người lười không đăng ký kênh. Và nít like cho mình, anh em phải like nhiều. Có cái nhỉ? Quay được không nhỉ? Căng thẳng thế. Không bị lánh nhỉ? Trên khá to anh em nhé. Đây, giờ đây là trên rồi này. Vui tao nhã này, chỉ là quê em có chỗ anh em mà bị cấm diều đúng không? Mình khuyên anh em chơi con diều mini như mình thôi, như chỗ mình bị cấm diều. Chơi mini là nó sướng, thả nhẹ nó lên. Mà thực ra cũng không phải là thả nhẹ lên, thả nhẹ lên thì bảo nó phép. Nhưng mà chỉ cần đâm một đoạn ngắn là lên, gió vừa vừa thôi là lên đạo im re. Giống diều này thả rất hay, rất sướng. Chứ còn như mấy diều to mà đâm mãi hoặc cứ như này. Mình camera thì mình nghĩ là sẽ không quay tới đâu. Nhưng mà theo mắt mình nhìn thấy thì mình đã thấy xung quanh rất nhiều chiếc diều sáng to. Đâm lên thì có lên niềm tin, mình hy vọng. Anh em nào thích những chiếc diều bé như này mà thích có cả sáo nhé, anh em cứ bình luận đi. Mình sẽ làm cho những chiếc diều sáng tầm D 6 đến 7 thôi. Tầm D bé bé tí, tầm bé bằng ngón út của mình ấy. Ngon út của mình tầm D9. Được chưa? Mà nên ngon đấy. Xem gì đâu. Chiều chiều là cứ ra đây thả diều là anh em thấy là đủ sướng đấy. Chính là hơi buồn chút. Thả chiếc diều như này thì hơi buồn thì không có sáo. Kéo vào tiếng sáo nghe hay hơn. Có thể là sau mình sẽ làm đấy, lại tiếp tục một series diều xà diều này, có đại trà đuôi cá, lại đuôi trái tim hay là đuôi cà tầm lại bé bé như này, nhưng mà sẽ cứng khung hơn những con, cứng khung hơn con này để có thể cõng được xa. Chứ diều như này mình làm để thả diều khung nó
nó yếu khung. Nên mọi người thấy gió trên to là óc không tớ là muốn quay à. Đấy, anh em thấy chưa? Đã quay một vòng ấy, gió to là nó không chịu được. Nói đây giường với em mình làm cho yếu khung cho dễ lên. Còn nếu mà để lắp sáo thì mình sẽ làm cứng khung hơn. Phải cứng khung hơn nó mới lên được. Mát nhỉ, gió mát. Trời hôm nay thả diều rất đẹp anh em nhé. Lâu lâu mới có được vài trận gió thì kiểu gió rông mưa mưa này được đi thả diều. Chứ nhớ anh em mà sao chỗ mình nhiều gió đẹp, mấy diều đẹp thế thì nhiều gió đâu. Tôi sẽ bọc diều đây nhé. Mình cậy cho diều nó quay nhé, mình cứ bọc diều đây nhé. Thế thằng nào cứ ra ra vào vào ở cái cây xấu của chỗ đấy. Ok anh em nhé, giờ mình đã lên rồi, mình sẽ bỏ vào góc này. Đấy, giờ sẽ đi về nấu cơm cháo anh em. Cũng tối rồi, muộn rồi. Để nấu cơm cháo cho mẹ, tối mẹ mình đi làm rồi ăn cơm anh em ạ. Nay rảnh rảnh rồi. Ít nữa mình có đi làm các thứ thì mình sẽ có thể sẽ tiến độ ra video sẽ không đều cho anh em xem. Như anh em thấy là mình sẽ ra video không đều lắm. Nhưng mà hôm sau những khi mình nghỉ thì mình sẽ quay video và đăng cho anh em xem. Và những chiếc giờ về những thú vui tao nhã đam mê của mình thời nhỏ. Nhỏ bị cấm là lớn lại được. Giờ như nhỏ bị cấm, lớn lại không được cấm anh em ạ. Đấy, đâm ra là chơi đôi khi chính là cái kiểu chơi mà chơi trộm đôi khi lại nó lại kiểu vừa sướng và lại kiểu vừa lo lại thích hơn. Rồi ok, và video của mình đến đây kết thúc nhé. Thì anh em nhớ like và share và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Mọi người nhớ like và share thật nhiều ạ. Mình vẫn sẽ ra, mình sẽ có động lực ra video thật nhiều cho anh em xem. Giờ thì bye bye anh em.